Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,18%, đứng ở mức 2.554 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng mạnh, giao dịch ở mức 101,40 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng tăng mạnh, đứng ở mức 61.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng, đứng ở mức 3,730% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 70,74 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch đêm qua đã biến động dữ dội khi mà tăng mạnh lên mức 2.600 đô la Mỹ trên một ounce, nhưng sau đó dưới áp lực chốt lời, giá vàng trên thị trường thế giới lại quay đầu giảm. Đến thời điểm trưa nay, theo giờ Việt Nam quay về quanh vùng giá 2.554 đô la Mỹ trên một ounce. Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Quang có trụ sở tại New York cho biết, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục. Song lợi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng cao hơn, việc Fed cắt giảm lãi suất 0,5% là thông tin tốt cho giá vàng. Ông Tai Quang cho biết thêm, vàng đang trong xuống tăng giá và giá kim loại quý này có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, tốc độ tăng đó sẽ phụ thuộc vào quan điểm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell. Fed đã khởi đầu một đợt nới lỏng chính sách tiền tệ, dự kiến sẽ diễn ra đều đặn khi cắt giảm lãi suất 0,5% trong ngày 18 tháng 9. Các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,5% vào cuối năm nay và giảm thêm 1% trong năm 2025. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và gây áp lực lên đồng bạc xanh, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Sau khi Fed cắt giảm lãi suất, đồng đô la Mỹ đã giảm 0,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 so với một giỏ gồm các đồng tiền mạnh khác. Về mặt nhận định xuống của giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, đồng bạc xanh yếu đi, vàng trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư. Ngân hàng Goldman Sachs lưu ý giá vàng có thể đạt mức 2.700 đô la Mỹ trên một ounce vào đầu năm 2025. Còn theo giám đốc chiến lược đầu tư Robert Minter của AB Ardian, trong chu kỳ nới lỏng này, việc vàng vượt 3.000 đô la Mỹ trên một ounce chỉ là vấn đề thời gian. Vị chuyên gia giải thích từ trước đến nay, các chu kỳ cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy nhu cầu cao hơn của các nhà đầu tư vào vàng và người mua quý quỹ hoán đổi danh mục. Tuy nhiên, lần này nhu cầu của ngân hàng trung ương cũng như nhu cầu vàng vật chất từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường vàng bán lẻ lớn nhất thế giới là rất cao. Trong một bình luận mới đây, các chuyên gia phân tích của NZ dự báo giá vàng sẽ tăng lên 2.900 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm sau khi mà nhu cầu đầu tư vốn mờ nhạt trong nửa đầu năm 2024 sẽ tăng trở lại. Các chuyên gia của ngân hàng này cũng nhấn mạnh rằng việc giá tăng cao không thể ngăn cản việc mua vào của các ngân hàng trung ương. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch trưa nay, mặt hàng vàng miếng và mặt hàng vàng nhẫn đều quay đầu giảm nhẹ. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm nhẹ 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào mức 79,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,80 triệu đồng trên lượng. Mức giá này vẫn đã áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 79,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,80 triệu đồng trên lượng, cũng được giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 79,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,80 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9, giá nhẫn bộ số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm nhẹ 100.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, được mua vào mức 77,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,10 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 77,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 79,20 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 77,98 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,18 triệu đồng trên lượng. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào mức 78 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,10 triệu đồng trên lượng, giảm nhẹ 100.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào mức 77,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,10 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cán hàng thương mại mua vào mức 24.430 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.800 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.850 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.950 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000, cùng giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000. Mi Hồng SCC mua vào 8.080.000, bán ra 8.180.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này cũng điều chỉnh giảm nhẹ, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000. STC Huế, Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.980.000, bán ra 8.180.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, thời điểm này thì cũng điều chỉnh giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.780.000, bán ra 7.910.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.780.000, bán ra 7.920.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.770.000, bán ra 7.870.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.592,1 nghìn, bán ra 7.792,1 nghìn, giảm 9.900 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 5.668,1 nghìn, bán ra 5.918,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.353,7 nghìn, bán ra 4.603,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.047,1 nghìn, bán ra 3.297,1 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thịnh Vượng tại Doji mua vào 7.800.000, bán ra 7.910.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 7.790.000, bán ra 7.910.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.